Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế kiều bào Việt Nam sinh sống tại nước ngoài đang lựa chọn các chương trình giảng dạy tiếng Việt để dạy lại cho con em mình. Dự kiến từ tháng 10 năm 2022, kênh VTC10 sẽ lên sóng chương trình truyền hình với format mới, được đầu tư bài bản và công phu về dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 đang sinh sống tại nước ngoài. Đây hứa hẹn sẽ là một chương trình khoa giáo bổ ích cho người Việt Nam xa tổ quốc và những người nước ngoài yêu thích tiếng Việt. Sau đây chúng tôi có buổi trò chuyện ngắn với ông Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc kênh Văn hóa Việt VTC10 về chương trình sắp lên sóng đặc biệt này. Chương trình